Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn đón theo dõi. Nga tố Ukraine tấn công qua đường sắt, đánh cháy tàu nhiên liệu. Hãng tin RIA Novosti cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công qua đường sắt tại cảng Kapka, vùng Krasnodar của Nga hôm ngày 22 tháng 8. Các cơ quan xử lý tình huống khẩn cấp địa phương nói với RIA Novosti rằng vụ tấn công bằng tên lửa được cho là đã gây ra một đám cháy lớn và một đoàn tàu chữa cháy đã được điều động tới hiện trường. Lãnh đạo quận Tamriuk, nơi đặt cảng Kapka, viết trên kênh Telegram rằng con tàu mục tiêu chở 30 thùng nhiên liệu. Ông nói thêm, 12 đội cứu hỏa và 3 đội cứu thương đang làm việc tại hiện trường. Theo kênh Telegram của cơ quan điều phối hoạt động Krasnodar, hơn 100 người tham gia dập tắt ngọn lửa, trong đó có 43 người từ Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga. Cùng ngày 22 tháng 8, Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleschuk cho biết họ đã tấn công một mục tiêu ở khu vực Kursk, miền Tây nước Nga bằng bom lượng GBU-39 có độ chính xác cao của Mỹ. Một trạm chỉ huy máy bay không người lái, một đơn vị tác chiến vô tuyến điện tử, thiết bị, vũ khí đã bị tấn công. Ông Oleschuk thông báo trên Telegram, đồng thời chia sẻ đoạn video quay cảnh vụ tấn công xảy ra lúc 16 giờ ngày 22 tháng 8 giờ địa phương. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sersky ngày 20 tháng 8 tuyên bố lực lượng Ukraine đã tiến sâu khoảng 28 đến 35 km vào khu vực Kursk. Khi đến thăm các khu vực biên giới của Sumy ngày 22 tháng 8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay lực lượng Ukraine đã kiểm soát một khu định cư khác của Nga ở Kursk cũng như bắt giữ nhiều tù nhân Nga hơn. Trong một diễn biến liên quan, Nga đã triển khai một đơn vị mới lạ tới vùng Kursk của nước này, đồng thời ném bom lượng xuống nơi lực lượng Ukraine đang kiểm soát ở nơi đây. Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn một báo cáo của hãng tin điều tra Vanier History của Nga cho biết một đơn vị chuyên biệt mới của Nga đã được triển khai đến vùng Kursk. Trong thành phần có cả binh sĩ từng vận hành radar cảnh báo sớm. Điều cho thấy có khả năng quân đội Nga trong tình trạng thiếu hụt nhân sự liên tục. Bộ Quốc phòng Anh nhận định cho nên họ phải tiếp tục phát triển các đơn vị mới và tuyển thêm binh lính để duy trì chiến dịch quân sự đặc biệt của mình. Ukraine bất ngờ mở cuộc tấn công xuyên biên giới đầy táo bạo vào vùng Kursk của Nga hôm ngày 6 tháng 8. Cho tới thời điểm hiện tại, phía Kiev tuyên bố đã giành được nhiều khu định cư nơi đây. Ukraine cũng đã phá hủy 3 cây cầu dân sự bắc qua sông Sem thuộc khu vực Kursk. Quân đội Nga sau đó đã bắt cầu phao qua sông để đưa hàng tiếp tế vào, nhưng cũng bị phía Ukraine phá hủy hôm ngày 21 tháng 8, theo Kiev Independent. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tình hình ở khu vực Kursk vẫn rất nóng bỏng. Nga đã tiến hành ít nhất 17 cuộc không kích và ném 27 quả bom dẫn đường xuống Kursk vào ngày 21 tháng 8. Lầu Năm Góc nhận định hiện tại cả Ukraine lẫn Nga đều không đủ lực để tiến hành các cuộc tấn công lớn. Trong khi đó, trong chuyến thăm Moldova hôm ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Ukraine đã chuẩn bị cuộc tấn công vào Kursk của Nga rất bí mật và không tham vấn Berlin. Ukraine đã chuẩn bị chiến dịch quân sự ở khu vực Kursk một cách rất bí mật và không trao đổi với bên nào. Thủ tướng Scholz nói và nhấn mạnh đây là chiến dịch rất hạn chế về mặt không gian và có thể là cả thời gian. Ukraine liên tiếp nhận tin vui vũ khí từ phương Tây. Cộng hòa Séc, Đức và Thụy Điển cùng lúc xác nhận viện trợ thêm vũ khí cho Ukraine trong bối cảnh Kiev đang thực hiện chiến dịch ở vùng Kursk của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Cộng hòa Séc Jana Cernokova hôm ngày 20 tháng 8 cho biết họ sẽ sử dụng tiền lãi từ có được tài sản đóng băng của Nga để mua đạn dược cho Ukraine. Các nước châu Âu đang nắm giữ khoảng 2/3 trong tổng số khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản Nga bị đóng băng kể từ khi nổ ra xung đột ở Ukraine cuối tháng 2 năm 2022. Liên minh châu Âu EU đã đưa ra quyết định. Quyết định này sẽ cho phép chúng tôi mua hàng trăm ngàn viên đạn cỡ lớn rất cần thiết cho Ukraine, bà Cernokova viết trên mạng xã hội X. Bộ trưởng Cernokova nhấn mạnh rằng quyết định sử dụng tiền lãi từ tài sản của Nga bị đóng băng để mua vũ khí là một bằng chứng khác cho thấy sự tin tưởng của đồng minh đối với Cộng hòa Séc và sáng kiến cung cấp đạn dược mà nước này đưa ra. Mặc dù ban đầu đặt mục tiêu cung cấp 800.000 quả đạn pháo trong năm nay, song Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Séc Jan Lipavsky hồi đầu tháng 7 nói với Kiev Independent rằng số tiền cam kết hiện tại chỉ đủ mua 500.000 quả đạn pháo.
không chỉ Cộng hòa Séc mà Đức cũng cam kết sẽ cung cấp thêm 4 hệ thống phòng không IRIST cho Ukraine trước cuối năm 2024. Phát ngôn viên của chính phủ Đức Wolfgang Bodner hôm ngày 19 tháng 8 tuyên bố rằng Berlin sẽ cung cấp cho Kiev 4 hệ thống phòng không IRIST bổ sung với nhiều tầm bắn khác nhau vào cuối năm nay cho Ukraine. Ngoài các hệ thống IRIST, Đức cũng sẽ cung cấp 10 pháo phòng không tự hành Seabird, 16 lựu pháo tự hành, 10 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, máy bay không người lái UAV, hàng ngàn quả đạn pháo và đạn dược xe tăng. Dự kiến năm 2025, Đức sẽ cung cấp 20 lựu pháo tự hành, 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 37 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard, 5 pháo phòng không tự hành Seabird, 6 hệ thống IRIST bổ sung và hàng nghìn quả đạn pháo và đạn dược bổ sung. Phát ngôn viên Bodner cho biết, Thụy Điển cũng mang tin vui đến cho Ukraine với việc đã giao hàng viện trợ gồm nhiều xe bọc thép chở quân Bansa Benva 302 cho Kiev. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chính thức phê duyệt việc triển khai loại xe này cho lực lượng vũ trang của mình. Quyết định này được đưa ra sau thông báo của Stockholm hồi tháng 5 về việc cung cấp viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine, tổng cộng là 75 tỷ krona Thụy Điển, 7,3 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm. Là một phần của khoản viện trợ này, Thụy Điển đã xác nhận việc chuyển giao 239 xe VBV-302 cho Kiev. Thiết giáp chở quân VBV-302 được phát triển vào những năm 1960 bởi tập đoàn Hetland & Sauner. Quân đội Thụy Điển đưa xe này vào biên chế từ năm 1966, trước khi loại biên năm 2014. Mặc dù thiết giáp chở quân Bansa Benva 302 đã cũ nhưng được đánh giá vẫn rất hữu ích cho Ukraine. Tin vui viện trợ dồn dập đến với Ukraine trong bối cảnh họ vừa mở cuộc tấn công xuyên biên giới táo bạo vào vùng kết của Nga và tuyên bố đã kiểm soát được nhiều vùng lãnh thổ nơi đây. Nhiều tiếng nổ vang lên, Nga đánh chặn 28 UAV của Ukraine. Tờ Kyiv Independent đưa tin, vụ hỏa hoạn và tiếng nổ được ghi nhận ở sân bay tại vùng Volgograd của Nga. Người dân thị trấn Kalatnadonu thuộc vùng Volgograd nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái UAV, sau đó là tiếng nổ trên bầu trời vào rạng sáng 22 tháng 8. Một số kênh Telegram loan tin rằng, sau đòn tấn công bằng UAV từ Ukraine, hỏa hoạn xảy ra một sân bay gần đó. Vùng Volgograd nằm cách Moscow khoảng 900 km về phía đông nam. Theo tờ Kyiv Independent, đợt tấn công bằng UAV của Ukraine được cho là nhắm vào căn cứ không quân Marinovka ở làng Oktyabrsky, cách Kalatnadonu khoảng 20 km. Một số kênh Telegram của Nga dẫn lời nhiều nhân chứng từ các khu vực lân cận cho biết đã nghe thấy từ 6 đến 10 tiếng nổ lớn kèm theo âm thanh đặc trưng của máy bay không người lái vào khoảng 3 giờ 30 phút giờ địa phương. Kênh Telegram Baza cho biết một UAV của Ukraine đã bị đánh chặn cách căn cứ không quân Marinovka vài km, trong khi các mảnh vỡ của một UAV khác rơi xuống một công trình tạm gần đó gây ra hỏa hoạn. Kyiv Independent chưa thể xác định thông tin nêu trên. Tuy nhiên, tờ Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền địa phương xác nhận một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở quân sự ở vùng Volgograd của Nga vào sáng sớm 22 tháng 8 sau một cuộc tấn công bằng UAV Ukraine. Theo trích dẫn thông tin từ thống đốc vùng Volgograd Andrei Bocharov, trên kênh Telegram của chính quyền khu vực, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công, phá hủy hầu hết các UAV của Ukraine. Các hoạt động bay tại sân bay Volgograd đã bị gián đoạn. Không có xác nhận chính thức nào về các hạn chế sử dụng không phận trong khu vực. Trong khi đó, theo hãng Reuters, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đánh chặn 28 UAV của Ukraine trên lãnh thổ Nga, gồm 13 chiếc ở vùng Volgograd, 6 chiếc tại vùng Rostov, 4 chiếc ở Belgorod, 2 máy bay còn lại ở Voronezh, Bryansk và Kursk. Trong diễn biến khác, cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR thông báo họ đã thực hiện một cuộc tấn công bằng UAV vào một sân bay gần Moscow cùng với một trung tâm phản gián điện tử. Theo giới chức Nga, cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga diễn ra một ngày sau khi Kyiv phát động một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Moscow. Ông Kirill Budanov, người đứng đầu HUR, nói với trang The War Zone của Mỹ rằng khoảng 50 máy bay không người lái đã tham gia vào cuộc tấn công vào trung tâm tình báo điện tử, sân bay Ostafievo và căn cứ không quân Mullerovo ở khu vực Rostov, miền nam nước Nga. Vị trí chính xác của trung tâm tình báo điện tử bị nhắm mục tiêu vẫn chưa được tiết lộ và hiện tại vẫn chưa rõ thiệt hại thế nào. Ông Budanov nói thêm rằng cuộc tấn công trước đó của khoảng 10 UAV vào căn cứ không quân Savalayska của Nga
đã phá hủy một máy bay đánh chặn MiG-31 và hai máy bay vận tải IL-76. Chiến dịch quân sự của Ukraine tại Kursk diễn ra từ ngày 6 tháng 8. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv có ý định thiết lập một vùng đệm trên lãnh thổ Nga. Theo tờ The Times, phương Tây đã ủng hộ động thái trên của Ukraine. Các binh sĩ Ukraine đã sử dụng nhiều vũ khí do phương Tây cung cấp tại Kursk, trong đó có xe bọc thép Stryker do Mỹ sản xuất và xe bọc thép Marder do Đức sản xuất. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Kyiv đã mất 25 phương tiện bọc thép tại vùng Kursk chỉ trong ngày 20 tháng 8. Trong khi đó, phía Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đã tiến sâu 35 km vào vùng Kursk của Nga. Những thông tin quốc tế nổi bật đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Và đừng quên chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình tiếp theo.